Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Còn Mãi Với Thời Gian số 16, chương trình mang chủ đề âm nhạc thính phòng Việt Nam. Và mở đầu cho phần 2 của chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hình thức nghệ thuật ca Huế. Đây không chỉ là một thể loại âm nhạc thính phòng Việt Nam, mà nó còn là một nét sinh hoạt văn hóa rất là đặc trưng, mang phong cách tao nhã của Huế. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái nguồn gốc xuất xứ của ca Huế. Và phần này thì xin được kính mời cô Mỹ Liêm ạ. Trong rất nhiều tài liệu thì người ta cho rằng ca Huế có xuất thân từ cung đình. Đó là một cái loại nhạc mà những người trong cung đình họ dùng để giải trí trong những cái lúc mà trà dư tửu hậu. Họ là những nhà quan, họ là những cái người nghệ sĩ trong cung đình và họ cùng nhau đàn hát. Trong những dịp mà người ta một cái buổi tối trong nhà hay là trong một cái dịp mà người ta đến thăm nhau thì hình thức sinh hoạt này nó trở thành cái hình thức sinh hoạt thính phòng giữa những người am hiểu, những người biết chơi đàn và với những tao nhân mặt khách. Ban đầu nó là hình thức thính phòng, hình thức khí nhạc, nghĩa là nhạc không có lời. Rồi dần dần người ta đặt lời, tất nhiên bài bản nó cũng lấy từ nhạc cung đình mà ra. Nữa